mời chị dùng thử nước tương Phú Sĩ của Ajinomoto. Nước tương Phú Sĩ với hương vị hài hòa làm bừng vị ngon rau củ, mang đến món rau tuyệt hảo cho bữa cơm gia đình. Nước tương Phú Sĩ chấm rau ngon, tròn sức khỏe. Ajinomoto. Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Hà. Cô chào Thanh Phương. Cô ơi, mình chưa nấu món gì hết mà sao em thấy cô chuẩn bị cơm từ trước vậy cô? Tại vì hôm nay món ăn sẽ rất là nhanh. Và mặt khác nữa là khi mà Thanh Phương thử thì cô chắc chắn Thanh Phương sẽ đòi cơm, cho nên cô chuẩn bị sẵn đó. Món gì mà bắt cơm vậy vậy ta? À, món kho phải không cô? Đúng rồi đó, Thanh Phương hay thiệt đó. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để thực hiện món sườn và đậu hũ kho thơm. Để làm món sườn và đậu hũ kho thơm, chúng ta cần chuẩn bị 300g sườn non, 200g đậu hũ bi, thơm, hành lá, ớt sừng, ớt hiểm, màu dầu điều, hành tím và tỏi băm, nước dừa tươi, các loại gia vị thông thường và nước tương Phú Sĩ. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ ướp sườn. Cho vào đây là một nửa muỗng cà phê tiêu, một nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm Aji ngon heo, một muỗng canh hành tím và tỏi băm. Cho vào đây là 3 muỗng canh nước tương Phú Sĩ. À, như vậy là món này là mình sử dụng nước tương chứ không phải nước mắm hả cô? Đúng rồi. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta dùng nước tương Phú Sĩ để ướp và kho thì sẽ giúp cho món ăn của ta có mùi thơm, có hương vị đậm đà và màu nâu đẹp nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ sơ chế. Đầu tiên là thơm. Cô sẽ cắt lát dày khoảng chừng 5-7 ly. Thơm để kho trong món này thì mình nên lựa cái quả thơm như thế nào thì phù hợp hả cô? Đối với lại món kho này thì quý vị khán giả chúng ta lưu ý là chúng ta lựa thơm vừa chín tới thì món ăn sẽ ngon hơn nha quý vị. Ớt sừng thì chúng ta sẽ cắt khúc. Ớt hiểm thì mình sẽ đập dập. Hành lá chúng ta sẽ cắt khúc 1cm. Chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp để kho thịt. Cho vào trong chảo khoảng chừng 2 muỗng canh màu dầu điều. Dầu nóng mình sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Xào lên cho thơm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho phần thịt đã ướp vào đây. Sau khi mà thịt săn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho nước dừa tươi vào. Sau đó thì chúng ta sẽ đậy dung lại và kho khoảng chừng 3-4 phút. Bây giờ chúng ta sẽ mở nắp ra nè. Thơm quá. Tiếp tục cho phần thơm cùng với lại ớt sừng và ớt hiểm vào. Như vậy là món kho sẽ có thêm vị chua và cay nhẹ nhẹ. Nhưng mà em nhớ là mình còn có một nguyên liệu là đậu hũ, sao mình không cho vào luôn hả cô? Chúng ta sẽ cho đậu hũ vào sau nha Thanh Phương. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ cho đậu hũ vào sau cùng vì đậu hũ rất mềm và nhanh thấm gia vị. Mình tiếp tục cho đậu hũ vào. Trong món ăn này thì cô đã phối hợp là dừa sườn nè, dừa đậu hũ nè, là những cái loại thực phẩm mà rất là giàu chất đạm. Như vậy thì chúng ta sẽ làm đa dạng được các chất đạm và bổ sung lẫn nhau thì cái bữa ăn của mình nó sẽ tốt hơn nha quý vị. Chúng ta sẽ kho cho đến khi nước kho hơi sánh lại và cô cho hành lá vào. Bây giờ thì mình sẽ múc món ăn ra. Mình sẽ rưới lên đây một ít nước kho. Cô sẽ đặt lên đây một ít hành lá cắt xoăn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món sườn và đậu hũ kho thơm. Mời Thanh Phương nha. Thơm quá. Quá ngon luôn quý vị ơi. Thịt sườn thì mềm nè, và khi thưởng thức cảm nhận được cái sụn giòn giòn nữa. Và còn đậu hũ thì có vị béo nhẹ, thấm gia vị. Nước kho thì sền sệt, cay cay, chua chua nhẹ nhẹ. Và rất thơm mùi thơm của nước tương Phú Sĩ. Wow, món này ăn bắt cơm lắm luôn đó cô Hà ơi. Cô cảm ơn Thanh Phương nhé. Vậy thì quý vị khán giả hãy nhanh tay thực hiện món này. Một món ăn rất là ngon miệng, bổ dưỡng và rất là bắt cơm. Chúc quý vị ngon miệng với món sườn và đậu hũ kho thơm. Và nếu như quý vị có lỡ quên những bí quyết công thức nấu các món ăn ngon, đừng lo, quý vị hãy cùng truy cập vào website của chương trình mongonmuoinngay.com sẽ có những thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì cô Hà và Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.